Máy làm sữa hạt Kalay KL990B, dòng máy đột phá về khả năng say mịn, nấu êm mới nhất từ nhà Kalay. 14 chức năng nấu đa dạng, thưởng thức những ly sữa nóng nhà làm chỉ với một nút chạm. Là dòng máy có độ ồn thấp nhất trên thị trường và khả năng xay siêu mịn, nghiền siêu nhuyễn với cải tiến về lưỡi dao inox 304 nguyên khối. Vệ sinh máy nhanh chóng với một chạm, cận bám trên lưỡi dao, cối máy được đánh bay, tích hợp chế độ sấy khô khử khuẩn, X2 lớp bảo vệ. Công suất 1.500W cùng dung tích cối đến 1.750ml, thoải mái sáng tạo mọi loại sinh tố cho cả gia đình. Chưa đến 2 phút, bữa ăn tăng cường sức khỏe cho cả nhà đã sẵn sàng. Tích hợp cảm biến chống trào thông minh, không lo trào cối khi nấu. Cối nhà Kalay được làm từ thủy tinh borosilicate, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt, an toàn cho quá trình nấu. Cùng Kalay KL990B nấu vạn món ngon. 30 phút cho món súp khởi động ngày mới, 36 phút cho món cháo dinh dưỡng, 2 giờ cho món canh ấm nóng, 90 phút cho món hấp thơm lừng. Tích hợp tính năng hẹn giờ lên đến 10 giờ, giúp bạn thuận tiện chuẩn bị mọi loại sữa, cháo, canh, chẳng lo bữa sáng vội vã. Chọn mua máy sữa hạt Kalay KL990B, chọn sự tiện ích cho mọi gia đình. Dinh ngay máy làm sữa hạt Kalay KL990B với mức giá ưu đại nhất, free ship toàn quốc, bảo hành 24 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. Liên hệ hotline 1900 1850 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn đặt mua với mức giá ưu đại nhất.